Liên quan đến vụ xét xử đường dây sản xuất mua bán ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, ngày 9 tháng 5, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Văn Kính Dương, 38 tuổi, quê ở Hà Nội, mức án tử hình, chung cho các tội danh. Bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc, còn gọi là Ngọc Miêu, mức án 20 năm tù. Theo đại diện Viện Kiểm sát, Văn Kính Dương là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự. Năm 2010, Dương đã có hành vi trốn khỏi trại giam Thanh Lâm, Thanh Hóa khi đang thụ án tù về tội cướp tài sản và chờ xét xử về hành vi trốn trại, tàng trữ ma túy trong trại giam. Sau khi bỏ trốn khỏi trại giam, Dương đã dùng giấy chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Cao Quý, Trần Ngọc Hiếu để rút tiền tại ngân hàng và thuê nhà tại thành phố Hồ Chí Minh làm nơi buôn bán ma túy. Theo đại diện Viện Kiểm sát, đây là vụ án sản xuất mua bán ma túy lớn nhất cả nước thời điểm 2017. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị Văn Kính Dương án tử hình, bị cáo Hoàng Anh Ngọc hay còn gọi là Ngọc Miêu mức án 20 năm tù. Các bị cáo còn lại được đề nghị mức án từ 25 năm tù đến tử hình. Ngày 9 tháng 5, Tòa Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Phạm Trọng Hinh, sinh năm 1978, trú ở huyện Di Linh, 12 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, vào năm 2017, bị cáo đang uống cà phê thì có nghe Nguyễn Văn Tính nói lúc còn làm ở huyện Đạ Tẻ có hành vi hiếp dâm người khác, sợ quá nên trốn về Di Linh. Nghĩ Tính nói mình nên Hinh bực tức và nảy sinh ý định đánh Tính trả thù. Đến chiều ngày 27 tháng 2 năm 2018, khi hẹn gặp Tính, Hinh đã ném ớt bột vào mặt Tính, sau đó đánh và dùng dao chém nhiều nhát vào người Tính. Nạn nhân bị đa chấn thương với tỷ lệ thương tật là 66%. Sau khi gây án, Hinh đã đến cơ quan công an đầu thú. Gia đình Hinh cũng đã bồi thường cho người bị hại 30 triệu đồng.